Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ Tà Ra. Ok, gần như là một tháng trôi qua rất là nhanh chóng luôn á. Cái thoáng qua thoáng lại chứ chúng ta đã hết một tháng rồi. Và ngày hôm nay các bạn đang gặp Đi trong trải bài của tháng. Và tháng hôm nay đó chính là trải bài của tháng 9. Ok, không biết cái tháng 8 vừa qua của các bạn như thế nào. Cho tháng 8 vừa qua của Đi thì wow, cũng ha ha lắm, cũng te tua lắm. Thì ngày hôm nay vẫn như mọi khi thôi, Đi có 4 tụ bài 1, 2, 3 và 4. Thì ở đây á, các bạn cứ chọn cho mình một cái viên đá hoặc một cái tụ bài. Đôi khi thì bạn cảm thấy hai viên đá đang thu hút bạn thì các bạn cứ chọn ha, Đi sẽ cho các bạn xem gần hơn. Tụ bài số 1, viên opa. Tụ bài số 2, viên đá nó màu cái bông bông này, nó màu hơi tím tím các bạn ạ, màu hơi tím đỏ. Tụ bài số 3 với blue stone. Tụ bài cuối cùng màu xanh dương. Ok, vậy thì quá rõ rồi. Còn bây giờ thì bắt đầu các bạn hãy mở cái lòng mình ra và bắt đầu đón nhận những cái thông điệp của Đi thôi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, tụ bài số 1 bắt đầu với cái viên đá opal. Thì Đi sẽ để cái viên đá ở đây và chúng ta hãy xem rằng các bạn trong tụ bài số 1 này các bạn sẽ có gì ha. Đầu tiên thì Đi lấy ra vẫn như thường lệ đó là 4 lá bài từ trong tụ bài bộ bài trà để xem. Ok, Đi sẽ xin được phép xếp lại một chút xíu từ theo cái chiều từ tốt đến xấu. À, có thể ở trong cái tháng này bạn sẽ nhận được một cái món quà, một cái số tiền, một cái món vật chất gì đó đến từ gia đình. Nó được xem như một cái của hồi môn hoặc là một cái vốn để gây dựng chuyện làm ăn của bản thân bạn. Nghe cái của hồi môn thì ai cũng nghĩ là nó lớn đúng không? Thì Đi xin được nêu một câu chuyện của mình để cho các bạn cảm thấy nè. Cái lá này đôi khi nó đơn giản lắm. Cái lần đó thì Đi có một vài công việc cho cái business là cái việc riêng của Đi. Thì Đi còn thiếu 2 triệu. Thì lúc đó thì Đi có tâm sự với nhà gia đình của Đi. Thế là mẹ Đi cho Đi 2 triệu để góp cái vốn đó cho Đi làm ăn. À, cuối cùng thì cuộc làm ăn đó nó thanh bành mọi người. Nhưng mà đó, cái sự cho vốn đó cũng là một cái của hồi môn của gia đình Boat. Rồi, cái lá tiếp theo bạn có lá butterfly, lá con bướm bướm, butterfly. À, cái cục bơ biết bay này á thì thể hiện việc là trong cái tháng này bạn sẽ có những cái điều thay đổi rất là tích cực. Mà đa số những cái thay đổi đó đều đem đến những cái sự may mắn nè, đều đem đến những cái bứt phá trong cuộc sống của bạn hết. Hãy cẩn thận bởi vì trong tháng này rất có thể bạn sẽ gặp một cái người trẻ nào đó, một cái người nam trẻ tuổi, họ sẽ bắt đầu tham gia vào cuộc sống của bạn. Đối với cái lá Younger Man này thì Dia sẽ không có một cái bình luận là tốt hay xấu. Bởi vì như Dia có nói trong những cái tập trước đó, khi mà có cái tụ bài trà là đối với bài trà thì không có tốt hay xấu đối với con người. Nó là những lá bài trung lập. Thì tùy vào các bạn thôi, các bạn cần phải cẩn thận ha. Mà lá cuối cùng thì bạn đang cảm thấy rằng là có một cái chuyện gì đó nó hơi trống rỗng trong cuộc sống của bạn. Có một cái chuyện gì đó bạn đang cần lấp đầy, hoặc là bạn đang cảm thấy trống rỗng trong cuộc sống ngay lúc này, trong cái tháng 9 này. Thì nó có thể là tình yêu, nó có thể là chuyện tiền bạc, và nó có thể là công việc, thì nó vân vân là vân vân. Nhưng quan trọng là bạn đang cảm thấy trống rỗng. Thì Đi nghĩ là sau cái sự trống rỗng đó bạn sẽ có những cái sự thay đổi tích cực hơn. Thì đó chính là những cái sự kiện lớn ở trong cái tháng 9 này. 1. Đem đến sự trống rỗng. 2. Có của hồi môn hoặc là gia đình giúp đỡ một cái khoản vật chất nào đó, đôi khi là một món quà vật chất đến từ gia đình, một chiếc xe, một mảnh đất, một ngôi nhà chẳng hạn. Butterfly là sự thay đổi tích cực, và cuối cùng là một người em, một người bé trai, hoặc là bạn nam nhỏ tuổi sẽ đến với cuộc đời của các bạn. Tiếp thì Đi muốn nhìn thấy xem rõ ràng hơn về các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này, cho nên Đi đã lấy ra từ bộ bài Light Ray. Bộ bài Light Ray này 5 lá. Cái lá bài ở giữa là lá bài The Moon, cho thấy được việc là rất có thể hiện tại trong các cái mối quan hệ của bạn á còn một chút xíu cái gì đó hơi mập mờ, hơi lấp lửng, thì có thể đến cái tháng 9 này các bạn sẽ làm rõ được ra. Đi cảm thấy này nó rất là có liên kết với cái lá Younger Man, cho nên là rất có thể hiện tại bạn đang được đeo đuổi một ai đó, hoặc là được một ai đó đeo đuổi bạn, có là bạn đeo đuổi hoặc người ta đeo đuổi bạn, nhưng mà có thể là người đó nhỏ tuổi hơn bạn, hoặc là về cái cá tính, về cái mặt suy nghĩ thì họ rất là non trẻ, họ rất là non trẻ ha. Cái tiếp theo thì Đi nhìn thấy được cái lá The Moon á, nó đang lật ra, nó đang rõ ràng ra, nó đang cho chúng ta thấy rằng là bạn đang dần dần nhận ra được, bạn đang dần dần ý thức ra được, hoặc là đã đến lúc để bạn ý thức lại, đã đến lúc để bạn tỉnh giấc lại khỏi những cái mơ
mơ mộng trong một số mối quan hệ nào đó. Nhưng mà Điên vẫn cảm thấy là trong các mối quan hệ, trong cái tháng 9 này của bạn á, bạn vẫn còn mông lung lắm, bạn vẫn còn thay đi đổi lại nhiều lần lắm. Bạn chưa thật sự đưa ra một cái quyết định nào cho những cái mối quan hệ quan trọng như là tình yêu. Đại đa số ở trong cái giáng trải này đi cảm nhận cái năng lượng tình yêu rất là nhiều luôn. Nhưng nếu không phải là tình yêu, thì đó là một mối quan hệ bạn bè, thì rất có thể bạn và bạn của bạn á sắp sửa có một cái sự xích mích gì đó nhỏ thôi. Xích mích không phải là cãi lộn đâu, giận dỗi đôi chút, đừng dỗi đôi chút thôi, chứ không có đến nỗi là cãi nhau đâu đó. Ok, và cái năng lượng mà đi cảm nhận được trong đây rất là nhiều, đó là năng lượng của cung nước, nhất á là cung song ngư. Nhất là cung song ngư ha. Cái tiếp thì đi muốn xem vậy thì công việc của bạn trong cái tháng này liệu nó có ổn hay không. Đi đầu tiên đi lấy ra có lá Four Cup ngược nè, Three Pentacles ngược nè, King of Swords nè, Nine of Swords nè, và lá Queen of Swords nè. Đợt trước có một cái bạn hỏi đi á rằng là lá Nine of Swords có phải chỉ cho những kẻ tiểu nhân hay không, thì sẵn đây luôn, nếu mà bạn có đang xem thì đi cũng giải thích luôn. Nine of Swords nó đại diện cho cái sự ám ảnh, một cái nỗi cô đơn hiu quạnh, ám ảnh con quỷ bên trong nhiều hơn là cái nghĩa là một kẻ nào đó tiểu nhân đâm sau lưng mình. Bởi vì cái lá đó thì có lá 10 kiếm là sự đâm sau lưng nè, hoặc là lá 7 kiếm là tiểu nhân lén lút nè, rồi nhụt nhã rồi đó, chạy bỏ trốn tránh rồi đó, thì lá đó. Rồi quay lại ván trải này thì trong công việc của bạn dường như bạn đang bị stress lắm, dường như bạn đang rất là bị stress. Cái công việc của bạn nó cứ ám ảnh bạn từ sáng đến chiều luôn. Có vẻ rằng trong công việc bạn làm việc một cách rất độc lập và tất cả mọi thứ đều phải một mình bạn tự quyết cả, cho nên bạn đang bối rối, bạn đang thật sự là gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Và Đi đang cảm thấy bạn đang bị tuột mood, bạn đang bị tuột mood trong công việc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, đây là cái câu lời khuyên đầu tiên cho bạn, bạn hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì Đi nhìn thấy thật á, bạn bị tuột mood nhưng có một cái là bạn vẫn kiên trì, bạn cố gắng, thì Đi nghĩ là với sự cố gắng đó thì ông trời, thì vũ trụ, thì Chúa, thì Phật sẽ không có phụ lòng bạn đâu. Ok, tiếp thì Đi có lấy ra một cái lá bài để đưa ra một cái thông điệp chung cho cái tháng 9 này. Cái lá bài này đó là cái lá Praying Mantis, là con bọ ngựa. Cái lá này nó thể hiện cái sự kiên trì nha. Cái lá này thì nó đã thể hiện cái thành tố là nội tâm, spirit, cái thành tố nội tâm. Và ở đây nó đưa ra thông điệp là sự kiên trì. Thì rất có thể trong cái tháng này bạn muốn làm cái gì hoặc là bạn muốn mang đến cái thành công, thì đương nhiên rồi, muốn có thành công thì phải nhẫn nại và kiên trì. Thì đối với cái tháng này bạn cần phải kiên trì nhiều hơn như thế nữa cơ. Và Đi mong rằng những bạn chọn thuộc bài số 1 sẽ có một cái tháng 9 rực rỡ với những cái điều thay đổi tốt đẹp, và nhất là phải kiên trì bạn nhé. Ok, thuộc bài số 1 kết thúc. Ok, chào mừng những bạn chọn tụ bài số 2. Tụ bài số 2 với viên đá màu tím tím ở đây, một cái màu tím thẫm đỏ. Thật ra viên này cũng rất là đẹp á, nhưng mà do là chắc là lên màu, lên sắc đèn đóm nó nhìn không có được rõ đây. Ok, chúng ta trở lại thôi. Ngày hôm nay đó chính là ván trải của tháng 9, và để xem tháng 9 những bạn chọn tụ bài số 2 có gì ha. Đầu tiên bạn có lá flute, lá horse, lá dragons và lá mice. Oh my god, Đi sẽ được phép sắp xếp lại một chút xíu nha. Đi sẽ xếp theo chiều hướng từ tốt đến xấu, từ tốt đến xấu nha. Ok, các cái bạn chọn tụ bài số 2 cực kỳ cẩn thận giúp Đi trong cái tháng 9 này nha. Thật sự cực kỳ cẩn thận nhé. Cái đầu tiên á, bạn có cái lá horse, đó là một cái niềm vui. Có thể là bạn sẽ có đi đâu đó chơi, một chuyến công tác ngắn ngày, hoặc là một cái chuyến đi đâu đó chơi. Nếu mà bạn ở Sài Gòn thì bạn có thể đi đâu gần gần thôi, Vũng Tàu, Đà Lạt, hoặc là đi về miền Tây gần gần thôi, chứ không đi chơi xa. Đó là cái điều niềm vui đầu tiên. Nhưng những sự kiện đằng sau thì nó hết sức là khủng khiếp. Bạn có lá mice, lá con chuột nhắt. Đối với cái lá này á, thì trong một số trường hợp thì nó sẽ tệ, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó cũng không đến nỗi. Nếu mà dịch ra cái câu này là discord among friends or family, discord among friends or family, có nghĩa là bạn bị băn khoăn giữa cái việc chọn lựa bạn bè hay gia đình. Nếu mà dịch cái câu này một cách thoáng hơn đó, thì nghĩa là bạn sẽ gặp một chút xíu rắc rối vì vấn đề lợi ích của cá nhân hoặc tập thể. Tức là bây giờ bạn chọn cá nhân hay bạn chọn tập thể, bạn chọn một
đơn lẻ hay bạn chọn số đông, thì nó đặt cho bạn phải ra vào tình huống có sự chọn lựa. Thì trong cái tháng này rất có thể bạn bị chọn lựa bởi một cái gì đó. Đi mong rằng là cái short journey này nó đi chung với lá mai, thì nó có nghĩa là bạn có rất là nhiều kèo rủ, nhưng mà bạn chọn rằng bạn sẽ đi một mình hoặc là bạn sẽ đi với một bạn nào đó chứ không đi chung với một nhóm. Thì đi mong là nó chỉ đơn giản là thế thôi chứ không có khủng khiếp hơn như vậy. Cái tiếp ở đây bạn có lá flute. Cái lá này nó có nghĩa là sự thất vọng, disappointment in a friend or love. Thì cái lá này nó mang ý nghĩa là nghe rất là thậm tệ đúng không? Là bạn sẽ thất vọng bởi một cái sự thất vọng đó sẽ dành cho một người bạn hoặc là dành cho cái chuyện yêu đương của bản thân mình. Nhưng mà ở đây á, cái lá flute này, cái coi cây sáo này á, cái sự thất vọng nó đến từ việc bạn không thổi được cái cây sáo. Nhưng không phải ai cũng thổi được sáo bạn à. Muốn thổi được sáo bạn phải có những thứ sau đây. Một đó chính là gọi là có cái tố chất, có cái tố chất thiên bẩm. Cái thứ hai là bạn phải có kỹ thuật, cái thứ ba là bạn phải có cái sự kiên định, kiên trì với nó. Thì đó là ba cái để bạn bạn thổi được một cái thanh sáo. Cho nên cái disappointment, cái sự thất vọng ở đây á, nó cũng không đến độ quá lớn. Có đôi khi á, cái đó gọi là cái sự bó tay trong một cái chuyện gì đó, bạn thất vọng bởi vì bạn không làm được gì hơn thế nữa đó, theo cái kiểu giống vậy. Cho nên là khi mình nhìn thấy cái lá này á, các bạn mở lòng ra, các bạn suy nghĩ nó theo một cái hướng tích cực nhất giúp đi nha. Cái tiếp theo các bạn có lá dragon. Lá dragon này á, các bạn cẩn thận, cái con này mới là cái con cẩn thận trong tháng. Bởi vì á, nó đã đưa ra một cái chữ là beware, là cẩn thận. Cẩn thận mà tránh xa khỏi những cái con người thích khoe khoang hoặc luôn thể hiện mình trên cơ người khác, hoặc luôn thể hiện mình giỏi hơn người khác. Bởi vì những người này có thể sẽ gây rắc rối đến cho bạn. Ok, hãy cẩn thận nha. Bốn cái sự kiện đi nhắc lại. Một chuyến đi đâu đó chơi nhưng mà ngắn ngày. Hai là có một cái sự chọn lựa giữa đám đông hoặc là một đơn lẻ. Cái thứ ba là sự thất vọng đối với một mối quan hệ nào đó. Cái cuối cùng đó là cẩn thận trước những người tay to mặt lớn, những người thích thể hiện. Tiếp đi lấy cho các bạn 5 lá bài cho cái việc vấn đề về mối quan hệ trong tháng. Mối quan hệ trong tháng nha. Mối quan hệ trong tháng thì đi nhìn thấy được như thế này nha. Đi nhìn thấy được như thế này, rất có thể hiện tại bạn, một là bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương rồi, bởi vì mở đầu ra nó đã lấy một cái lá là lá The Lover. Cái lá The Lovers so đẹp luôn, quá đẹp luôn. Lá The Lovers quá đẹp. Cái lá này nó mở ra đi với lá The Chariot. Rất có thể trong cái tháng này, những bạn nào chưa có bồ thì tháng này bắt đầu có nhen nhóm một cái tia lửa hy vọng nào đó, một ngôi sao hy vọng chăng cho tháng 9 tươi đẹp này chăng. Đó, thì bạn có lá The Chariot đi với The Lover. Một là mối quan hệ sẽ bắt đầu rất nhanh. Hai là trong cái tháng này, cái mối quan hệ yêu đương này nè sẽ là cái người dẫn bạn đi đâu đó. Chariot cũng có nghĩa là một cái chuyến xe, một cái cổ xe để đi đâu đó, một cái trở về một cái nơi yên lành đâu đó. Đó, thì đi hy vọng là nó sẽ mang cái ý nghĩa tích cực ha. Cái tiếp á là bạn có lá Three of Cups. Lá Three of Cups này thể hiện là trong cái tháng này là vui banh xác luôn, rất vui nha. Đối với cái chuyện ăn chơi hay bạn bè là vui banh xác luôn, mối quan hệ là vui banh xác luôn. Thêm vào đó nữa là bạn có những cái sự thay đổi rất tích cực, những cái tín hiệu rất tích cực trong một số mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên nên cẩn thận bởi vì một người nào đó, rất có thể cái người này làm chung công ty hoặc là ở trong chung một cái lớp học, hoặc ở trong chung một cái nhóm làm việc với bạn, họ không có thích bạn cho lắm, hoặc là họ là thường là những người tỏ ra mình trưởng giả, tỏ ra là mình thanh cao, tỏ ra mình thượng lưu thượng đẳng, rồi xong á cãi lộn với bạn. Và thật sự là những cái sự cãi lộn này nó không đáng có. Hãy cẩn thận cái điều đó, bởi vì cả bài trà và cả bài tarot nó đã đều đưa ra một cái lời khuyên, đều đưa ra một cái tín hiệu hết sức là báo động cho bạn trong cái tháng này về cái sự rắc rối này ha. Cái tiếp thì em muốn nhìn thấy vậy thì trong công việc hoặc là việc học hoặc là tài chính của bạn thì nó sẽ như thế nào. Wow, coi chừng một thứ cho đi, coi chừng rằng là bạn đi chơi cho đã vô, cho sướng cái nư lên, cho sung sướng cái nư, xong sau đó tiếc tiền hùi hụi. Có thể là các bạn đôi khi các bạn đi chơi, bạn muốn kiểu như là lâu lâu mới đi chơi một lần mà, nên bạn đầu tư và đôi khi cái sự đầu tư đó, một cái sự đầu tư hơi quá đà, đầu tư hơi quá đà, cho nên khi bạn đi về là coi như là sạch bách luôn, coi như là tay trắng trắng tay luôn đó mọi người. Trời ơi, đó, coi chừng nha. Những cái bạn tiền bạc trong cái tháng này thì coi chừng một chút xíu, coi chừng là vung tay quá tráng. Cái tiếp theo nữa là nếu mà có muốn đầu tư cái gì trong cái tháng này thì không nên đầu tư nha, bởi vì thất thoát rất nhiều.
Còn về công việc thì cẩn thận, bởi vì có những kẻ không có được tốt lành gì đang nhòm ngó bạn. Thật ra trong cái tháng này mà bạn có cố gắng để dành đi chăng nữa thì đi cũng nói một câu luôn cũng không được đâu. Bởi vì nó sẽ có những cái nhu cầu phát sinh để bạn phải chi tiêu những cái khoản tiền đó. Bạn không thể nào để dành được trong cái tháng này cả. Ok, kế tiếp thì đi có lấy ra một cái lá bài ở đây để đưa ra một cái thông điệp chung cho cái tháng này, để xem cái tháng này bạn sẽ có thông điệp đến từ cái gì ha. Wow, bạn có thông điệp đến từ con cá ngựa, Seahorse. Con cá ngựa các bạn à. Và thông điệp của nó là oh my gosh, love, tình yêu. Trời ơi, vậy là suy ra những cái bạn nào chọn trong cái tụ bài số 3 này là cái tháng này là tháng tập trung vào tình yêu, yêu đương, phát triển tình cảm lắm nè. Trời ơi, chúc mừng. Đó, tôi hy vọng rằng là ai bóc ra bài cũng đẹp gì hết trơn á. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 3 đây rồi. Tụ bài số 3 với viên Blue Stone. Ok, hồi hộp quá. Hai cái tụ bài kia thì 1, 9, 1, 10 rồi đó. Tụ bài số 2 là cực kỳ tốt rồi, không biết tụ bài số 3 như thế nào nè. Đầu tiên các bạn có lá dây leo vine, lá can, wow, cẩn thận nha. Lá candle, lá mule. Ok, đi sẽ xếp theo thứ tự là từ tốt cho đến xấu dần. Từ tốt cho đến xấu dần ha. Đầu tiên cái lá candle này có nghĩa rằng là bạn á, nếu mà hiện tại, nếu mà trong cái tháng này bạn gặp, trong cái tháng 9 á, trong tháng 9 hoặc là hiện tại mà bạn đang gặp một cái khó khăn gì đó, hoặc là bạn đang gặp một cái khúc mắc chướng ngại gì đó, thì nè, you will be shown the way. Bạn sẽ được chỉ cái hướng đi đúng đắn. Cái tiếp theo nữa, bạn có lá voi. Những cái kiểu như là những cái nút thắt của những cái thông tin xung quanh bạn, nó sẽ giúp bạn để làm hoàn thành một cái chuyện gì đó. Seek out information that will help you, là những cái nút thắt hoặc là những cái thông tin xung quanh bạn, những cái gọi là những cái ta gọi là những cái hoàn cảnh hả, hay là gọi những cái bối cảnh xung quanh bạn, nó sẽ giúp bạn ngộ ra một cái vấn đề gì đó. Cẩn thận cho đi hai thứ này. Cái đầu tiên đó là về sức khỏe bản thân. Cái lá can này á, nó đã đưa ra hẳn một cái lời khuyên luôn. Pay attention to your health, là hãy cẩn thận với cái việc mà chăm sóc sức khỏe. Thì đôi khi cái lá này nó rất là đơn giản thôi, giống như một người khách của đi đã từng xem cái lá này á, thì cũng có trong cái tháng đó có cái lá này. Thế thì ảnh cũng đi chơi ở Đà Lạt, nhưng rồi thì cái lúc băng qua đường thì có một cái chiếc xe nó lao tới, nhưng mà cuối cùng thì may mắn quá, mặc dù có té ngã nhưng mà chỉ là xây xát một chút xíu thôi. Cho nên mọi người cực kỳ cẩn thận với cái lá khe đó nha. Còn đi gặp cái lá khe là ốm điên ốm khùng luôn á. Rồi tiếp trời ơi, cái gì mà deep với tiếp. Tiếp đây là lá con lừa. Cái con lừa, con la này là cái con mà tôi rất là ghét nha. Someone is extremely stubborn and unwilling to change, là cái một người nào đó quá ngu ngốc, cứng đầu và khó dạy, sẽ khiến cho bạn bực bội lắm đây. Đó, cái kiểu như mấy cái con mà khờ mà còn tỏ ra nguy hiểm á, thì đây đồ tôi ghét nhất luôn á thiệt á. Thì hãy cẩn thận luôn, hãy kềm chế bản thân mình một chút xíu nha. Kế tiếp thì đi muốn nhìn sơ bộ qua một chút về các mối quan hệ của các bạn trong cái tháng này. Chúng ta hãy xem vậy thì các mối quan hệ của bạn nó như thế nào. Đầu tiên thì đi nhìn thấy có lá King of Cups, lá Two of Wands, lá Knight of Wands, lá Six of Wands và lá The Hermit. Có vẻ rằng là trong cái tháng này nó mang cái tính định hướng dạy dỗ, hoặc là hướng đi cá nhân, hoặc là nhìn ra một cái thứ gì đó rất là nhiều. Bạn có lá Two nè, lá Knight nè và lá Six of Wands. Nhưng mà hãy cẩn thận, đừng vội tưởng rằng mình đắc thắng trong một mối quan hệ nào đó, hoặc là đừng tưởng vội mình đã hiểu rõ một ai đó. Hãy cẩn thận. Ở đây cái lá cuối cùng là The Hermit. Đi muốn nhấn mạnh với The Hermit thể hiện là các mối quan hệ của bạn là mối quan hệ rất chất lượng. Họ có thể đi dài, nhưng đây cũng là một số mối quan hệ nó mang cái tính những mối quan hệ mà đôi hơi khó hiểu, hoặc là những cái người đó thực sự là họ bí ẩn hơn những gì mà bạn nghĩ. Cái tiếp đây đi muốn lấy ra tiếp đó chính là năm lá đại diện cho công việc của bạn. Thì đi có lá Checkerment, lá Knight of Cups, lá Eight of Pentacles và lá Ten of Swords. Và cuối cùng là lá Two of Swords. Hãy cẩn thận cho công việc một chút xíu. Có lẽ là trong cái tháng này bạn sẽ bị chi phối bởi cảm xúc rất nhiều cho công việc, khiến cho bạn bị chây lười hoặc là bị trễ nải trong công việc rất là nhiều. Hoặc chí ít là bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi một ai đó, một ai đó khiến cho bạn tức điên cái máu con người bạn lên, xong rồi bạn không có nói được nó nữa đó. Bởi vì có cái lá nè, lá con lừa, hãy cẩn thận nha. Nhiều khi á mình nói ngàn lần luôn mà nó không hiểu. Đó, cái con đó đó, những cái con lừa chết tiệt đó đó các bạn. Ở đây thì đi có lấy ra cho tụ bài số 3 một cái thông điệp từ một bộ bài Oracle. Thì thông điệp của bạn đến từ con bọ hung, con bọ cánh cứng, con bọ cánh cứng ha. Ok, cái lá của bạn là lá Purity.
Tức là bạn cần phải là chính bản thân bạn trong cái lúc này. Hãy bình tĩnh nhất có thể. Đừng để những cảm xúc chen ngang bạn. Đừng để bất cứ thứ gì pha tạp vào cuộc sống của bạn hết. Bạn phải là chính bạn một cách tinh tuyền, một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là cái câu, cái lời khuyên, hoặc đó chính là cái điều mà Dia đang muốn nói tới, cái tụi bài đang muốn gửi đến cho các bạn trong cái tháng này. Và hãy cẩn thận giúp Dia, các bạn có lá can thì cái lá này rất là cẩn trọng trong sức khỏe các bạn nha. Ok, tụi bài số 3 kết thúc. Ok, đây là tụi bài số 4 và đây cũng là tụi bài của Dia chọn luôn. Tụi bài với viên đá màu xanh dương. Thì thú thật với các bạn, tháng này là tháng sinh nhật của Dia, tháng 9. Tháng 9 là tháng sinh nhật của Dia. Dia sinh ngày 30 tháng 9 là cung Thiên Bình. Và cung mặt trăng của Dia là cung Ma Kết. Ok, thì Dia đang rất là hồi hộp xem cái tháng 9 xinh đẹp của mình nó sẽ có những gì. Là đầu tiên thấy cái lá này không hay lắm rồi đó. Cây kéo. Nhưng wow, có lá Angel. Ok, trời ơi tôi hay quá. Ok, rồi những bạn nào mà chọn cái tụ bài số 4 này giống Dia thì hãy cẩn thận cho Dia trước hai điều. Một, làm cái gì thì cũng nghĩ trước nghĩ sau, tính tới tính lui thật kỹ nha. Không thôi thì bạn sẽ bị một cái cây kéo, là thể hiện là sự thất vọng. Disappointment in some affair, là bạn sẽ bị thất vọng trong một vấn đề gì đó, trong một vấn đề gì đó. Ok, cái tiếp là bạn có cái lá này, nó thể hiện là someone trying to come between you and your friend are something you want. Tức là một người nào đó đang cố gắng chen chân vào một mối quan hệ của bạn, hoặc là đang muốn phá bỉnh một cái chuyện gì đó mà bạn đang cố gắng dốc công làm việc. Thì hãy cẩn thận nha. Trời ơi, cái con nào đây không biết nữa, cái con nào đến đây để cản trở Dia. Trời ơi, tôi tức cái lồng ngực tôi anh ách đó. Tiếp ha, ở trong cái tháng này thì đi nhìn thấy có một cái sự kiện khá là hay. Đó là bạn có lá birth or conception of a child or a enterprise, là bạn sẽ có một cái một cái suy nghĩ mới, hoặc là bạn sẽ chào đón một thành viên mới, hoặc là bạn sẽ có một cái sự sáng tạo mới, một công việc mới, một cái gì đó rất mới trong cuộc sống. Nó giống như một đứa con tinh thần của bạn vậy á. Nó sẽ đến một cách rất là tốt đẹp. Tiếp theo đó là đi nhìn thấy là hãy cứ vui tươi trong cái tháng này, bởi vì trong tháng này bạn có một cái lá là lá Angel. Cái lá này nó mang ý nghĩa là spiritual guardians, tức là bạn sẽ được bảo vệ bởi những cái năng lượng tâm linh rất là hay ho. Protection from harm, là bạn được bảo vệ khỏi những cái điều tiêu cực, rất là hay ha. Ok, đi hy vọng là nó sẽ xảy ra một cách mượt mà như thế. Tiếp thì đi muốn nhìn thấy xem rằng là vậy thì các cái mối quan hệ của Dia và cũng cả của những cái bạn chọn tụi bài số 4 nữa trong cái tháng 9 sắp tới đây thì nó sẽ như thế nào. Wow. Đầu tiên có lá Ten of Pentacles, rất có thể là những cái mối quan hệ đang được hợp tác với tư cách là những người gọi là những người đồng nghiệp, hoặc là những người hợp tác đôi bên kiếm ra tiền, thì càng ngày nó càng phát triển. Cái tiếp là The High Press. Đi với the Ace of Pentacles thì đi nhìn thấy các mối quan hệ xung quanh trong cái tháng 9 này, đặc biệt đó là những cái mối quan hệ đi về tiền bạc rất là nhiều, cũng như là về tri thức rất là nhiều. Có thể họ đến và đem cho bạn một công việc mới, một trải nghiệm mới ha. Ok, cái tiếp á, các mối quan hệ trong cái tháng này thì đi vẫn nhìn thấy kế bên lá Ace of Pentacles là lá Ace of Cups. Đây cũng là một cái tín hiệu hết sức là hay, hết sức là đáng vui mừng luôn, bởi vì là trong mối quan hệ mà có Ace of Cups là đi thấy tốt, nhưng mà ở đây nó bị ngược một chút xíu, cho nên là hãy cẩn thận. Bởi vì như những gì bài trà nói đó, thì cái lá này là sẽ có một ai đó đến trong cuộc đời của bạn để cản trở, thì hãy cẩn thận mấy con mẹ này đây. Những con đĩ rảnh đó tự nhiên đến với cuộc đời người ta rồi xong cản trở thì rất xứng đáng để cho một cú ngải dễ thương. Một cú ngải ngoạm ngục. Ngoạm mục, ok chưa? Rồi, tiếp thì Dia sẽ lấy ra 5 lá bài nữa cho cái việc rằng là vậy thì công việc của Dia và cả những bạn chọn tụi bài này nữa nó sẽ như thế nào. Wow, công việc mà bạn có lá Queen of Pentacles ngược thì ok thì vẫn được thôi, nhưng mà tiền bạc thì vô thì cũng mệt đó nha. Cái tiếp đi có thấy là lá The Star, thấy là có nhiều cái sự may mắn tiến tới cho bạn trong cái công việc, rất là sẵn đường luôn. Nine of Wands cho thấy là nhưng mà dường như trong công việc á, bạn chưa thật sự mong muốn là có quá nhiều cái sự thay đổi trong cái lúc này. Có cái lá tiếp nữa là lá Five of Wands cho thấy là đôi khi trong cái công việc của bạn, bạn sẽ gặp rắc rối đối với những cái người làm việc chung với bạn chẳng hạn, nhưng bạn vẫn ý thức được trong công việc bạn đang cần một thứ, đó chính là những cái cuộc hành trình để được cái trải nghiệm mới hơn, để được một cái tầm mới hơn, hoặc là để có một cái gọi là những cái vốn hiểu biết tốt hơn. Thì ok, có thể là trong cái tháng 9 này công việc của bạn hoàn toàn có thể đưa cho bạn những thứ này. Ok, ở đây thì Dia có lấy ra một cái lá để đưa ra lời khuyên. Nó không phải là lời khuyên, một cái thông điệp chung cho những bạn nào chọn tụi bài số 4 giống Dia trong cái tháng 9 này.
Ok, đó là lá bluebird, lá con chim xanh, con bluebird. Lá này với cái ý nghĩa là pleasure. Nếu mà pleasure dịch ra có nghĩa là sự vinh hạnh á, niềm hân hạnh á. Nhưng mà nếu mà dịch thoát hơn, thoát nghĩa đi, có nghĩa là sự hân hoan, hoặc là những cái sự chào đón rất là nồng nhiệt. Cái tinh thần của bạn rất là hân hoan, vinh hạnh để được đón tiếp cái tháng 9 này tới. Cho nên cả cái thông điệp của cái tháng 9 này đi cảm thấy wow, it's good. Không có gì tệ trong cái tháng này luôn, chỉ trừ một cái là hãy cẩn thận đối với những cái con nhỏ, hoặc là đối với những cái thằng nhỏ, đối với những con, những thằng mà đang có những cái ý định rằng là muốn gọi là sao, muốn phá bỉnh cuộc đời của bạn đi. Ok, cẩn thận nha, thật sự cẩn thận giúp đi. Ok, bây giờ thì tụi bài số 4 kết thúc thôi. Ok các bạn ơi, thì cuối cùng thì cái ván trải của Đi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi kênh của Đi. Không biết rằng là cái tháng 8 này các bạn có ai đã xem cái Kể Đi Đi Nghe chưa? Và nếu xem Kể Đi Đi Nghe thì các bạn có cảm xúc như thế nào? Nếu mà chưa thì các bạn có thể đi xem cái Kể Đi Đi Nghe đi nha. Bởi vì có rất là nhiều những cái câu chuyện Đi nhận được á, rất là hay, rất là cảm động. Các bạn đã trải qua những cái tình huống rất là khó khăn luôn, và Đi không biết bằng cách nào có thể đọc được hết tất cả những cái câu chuyện đó nữa, thì cũng phải đợi những cái số sau thôi. Thì các bạn nhớ đợi với Đi cái Kể Đi Đi Nghe đó nha. Và Đi mong rằng là những cái trải bài của Đi cũng như những cái thông tin của Đi cho các bạn về huyền học nè, nó sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều những cái kiến thức mới, đôi khi là bổ sung thêm cho các bạn một số cái kiến thức đã biết rồi. Ok, và mong rằng chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau bạn nhé. Ok, cho Đi một like hoặc là một share hoặc là subscribe cho kênh của Đi nha, bởi vì đó chính là những cái động lực rất là lớn đó. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự cùng Người Là tập tiếp theo. Bye bye.